đói quá trời ơi. Má ơi con đói quá. Ông buồn ơi, có cách nào cho con gói mì không? Ông buồn ơi, đói quá đói rồi. Bạn tôi sáng nhìn nắng lên dáng đường, bạn tôi sáng đạp xe 20 cây số, thằng đi dạy thêm đứa làm tiếp thì, thằng làm quan cơm tôi về một gói mì tôm. Tôi về kể chuyện nhau nghe, chuyện buồn vui ngày tháng xa nhà. Tôi về dòng Bắc Trung Nam chia cùng điếu thuốc sớt chuyện vui buồn. Miền Tây nước lớn đứng ngồi không yên, miền Trung lũ lụt suốt đêm không ngủ. Chúng tôi vào đại học niềm vui chưa dứt, bao nỗi âu lo dáng mẹ gầy hơn trước, tóc bạc thêm sợi bạc. Chiều nay tình bão phương xa lòng con chua xót, con chưa về, chưa về lòng thắt cơn đau. Bạn tôi sáng nhìn nắng lên dáng đường, bạn tôi sáng đạp xe 20 cây số, thằng đi dạy thêm đứa làm tiếp thì, thằng làm quan cơm tôi về một gói mì tôm. Tôi về kể chuyện nhau nghe, chuyện buồn vui ngày tháng xa nhà. Tôi về dòng Bắc Trung Nam chia cùng điếu thuốc sớt chuyện vui buồn. Miền Tây nước lớn đứng ngồi không yên, miền Trung lũ lụt suốt đêm không. Bao nỗi âu lo dáng mẹ gầy hơn trước, tóc bạc thêm sợi bạc. Chiều nay tình bão phương xa lòng con chua xót, con chưa về, chưa về lòng thắt cơn đau. Miền Tây nước lớn đứng ngồi không yên, miền Trung suốt đêm không ngủ. Chúng tôi vào đại học niềm vui chưa dứt, bao nỗi âu lo dáng mẹ gầy hơn trước, tóc bạc thêm sợi bạc. Chiều nay tình bão phương xa lòng con chua xót, con chưa về, chưa về lòng thắt cơn đau. Cái gì mà khóc sướt sướt vậy? Thanh
Thanh, sao đang mày đang hát, mày đang hát cái tao no luôn mà mày tự nhiên mày hết hát rồi sao buồn dữ vậy? Sao bạn buồn vậy? À, bạn ơi sao bạn buồn à? Bạn đói quá bạn buồn hả? Ăn mì. Cảm ơn. Anh biết không? Tại vì miền Tây đang lũ lụt mà gia đình tao á sống nghề làm ruộng. À, ba má tôi cực khổ lắm, không biết ba má của Quyền với lại Nhí sao chứ ba má tôi sáng phải ra đồng, rồi nhiều khi phải giăng câu vắt lưới. Vì vậy cho nên cái công ơn của cha mẹ đối với tao to lớn lắm. Mà tôi nghĩ rằng tụi mày cũng vậy, tôi thấy thương cha mẹ quá. Không, tôi thì tôi hiểu. Tôi hiểu cái nỗi đau của hai bạn. Ba mẹ tôi ở Sài Gòn mà dân Sài Gòn, ba mẹ làm công chức, cho nên thấu hiểu những cái nỗi đau của người miền Tây lam lũ. Người miền Trung cũng vậy. Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ. Gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha. Nước bia mênh mông không đong đầy tình mẹ. Bấy trời lòng lòng không phụ kính công cha. Tình tao xóm hôm mẹ nuôi con khôn lớn. Ôi tấm thân gầy cha che chờ đợi con. Ai con mẹ xin đừng làm mẹ khóc. Xin đừng làm mẹ khóc. Đừng để buồn lên mắt mẹ nghe không. Đừng để buồn lên mắt mẹ. Ai con mẹ xin đừng làm mẹ buồn. Xin đừng làm mẹ buồn. Đừng để sầu lên mắt mẹ nghe không. Cha mẹ ơi làm sao con quên được bao tháng năm qua. Cha mẹ tao tần nuôi con khôn lớn. Ôi tấm lòng cha mẹ bao la như biển cả. Nói sao cho vơi hết nỗi lòng mình. Cha mẹ đã cho con cả cuộc đời mà không toan tính. Dẫu rằng ngày qua ngày vất vả con theo, nhưng chỉ mong sao cho con mình được ấm no, lớn lên được cuộc đời hạnh phúc. Rồi trường thành mỗi đứa lại ra đi để mẹ chờ mong nơi chốn quê nhà. Cha qua đời giờ còn có mẹ. Thân già một mình đơn độc ra vào mong đợi. Nhớ thương con từng phút từng giờ. Cảm ơn Phật trời đã ban tặng cho con người mẹ. Là con của mẹ để đền đáp thăm ân sâu nặng của mẹ hiền. Ai con mẹ xin đừng làm mẹ khóc. Đừng để buồn lên mắt mẹ nghe không. Ai con mẹ xin đừng làm mẹ buồn. Đừng để sầu đừng để buồn lên mắt mẹ nghe không. Trời ơi, nói nghe nè, mẹ
Mày hay quá à. Mày đói 7 ngày mà mày hát vẫn hay. Thanh Thanh, cái này vì nói thiệt nha. Bây giờ ngoài cái lúc mà tụi mình đi lên giảng đường đó, thì mình nghĩ rằng là tụi mình đi đến xin trong hát mấy cái club, mấy cái phòng trà đó, hát kiếm tiền thêm. Cũng có. Ta xin rồi, không ai nhận. Thôi mày ơi. Mày đói quá, đứng lên. Thôi mày ơi. Ê, mày đâu rồi? Ê, Khương nó tới. Tao có tin vui nè. Gì vậy Khương? Hả? Tính gì? Tính gì? Vui gì mày ơi. Nói cho tụi này nghe coi. Mày làm gì mày xỉu rồi nhỉ? Trời ơi, đói. Đói. Đói học máu rồi trời ơi. Trời ơi, mình sẽ không bị đói nữa. Tao có tin vui này nè. Tin vui gì? Tin vui vừa nhận được công việc mới. Công việc gì vậy? Tao làm MC dẫn chương trình cho Ngôi Sao Miệt Vườn. Sáng bạc tay giờ á. Sao mà tự nhiên sáng sao? Sáng bạc tay rồi sao? Ai mời? Khương nổ từ xưa giờ vẫn nổ. Ai mời? Trời ơi, người ta mời tao, người ta ký hợp đồng nè. Không tin quỷ sứ nè. Mày coi hợp đồng đi. Hợp đồng hả? Hợp đồng ý thiệt. Thiệt Thanh ơi. Thanh ơi lại coi nè Thanh. Thiệt. Nó có việc làm đó cái hiệu này. Trời ơi, vậy kiếm tiền làm cho Thanh với Nhí làm coi Khương. Mua cho tao. Đã vậy Khương. Trời ơi, nói nghe nè, tao có công việc mà tao không quên ba đứa mày đâu. Tao làm dẫn chương trình mà tao xin cho ba đứa mày làm giám khảo chương trình luôn á. Hả? Trời đãi vậy. Ừ. Đãi vậy. Đãi rồi ba. Làm cái giám khảo nữa hả? Sao hai đứa này dễ tin dữ trời. Không không. Giám khảo đó. Mấy ông mấy bà. Ê ê ê ê, đứa nào cũng tốt nghiệp hết rồi nha. Đúng rồi, tụi mày học bài bản hết mà. Thì dư xăng lên làm giám khảo chứ bộ. Nói gì vậy? Được không? Trời đừng xô. Đừng xô tao. Quên. Đói quá mà. Khương. Nhưng mà làm giám khảo có khó không vậy Khương? Trời ơi, chương trình Ngôi Sao Miệt Vườn bà con cô bác thân thích dễ thương lắm. Mình tới mình xem mình vui rồi. Thì những cái kinh nghiệm gì tụi mình có thì mình chia sẻ thôi. Có được không? Ngồi làm có được gì không? Thù lao cao lắm. Thù lao cao không hả? Tao nói cái mày xỉu luôn á. Trời ơi, đừng nói cho tao đừng xỉu chứ sao mày thôi nói đi, đừng tao để nó xỉu. Trời ơi, thở. 12 tiếng, được trả 12 thùng mì. Hả? Trả chưa? 12 tiếng. Ừ. Được 12 thùng mì. Tỉnh rồi. Ăn được 12 năm. Ừ. Trời ơi, má ơi, tao làm hai tháng mày đói với mày sẵn rồi. Tao sẵn rồi. Tao làm việc để nó nghe mày đăng lý ban tổ chức cho tao ngồi 24 tiếng đi. Chi dữ vậy? Để tao được 24 thùng. Trời ơi. Thôi đi ông ơi. Ông ngồi 24 tiếng là mấy người còn quay hình rồi mấy người thí sinh sao? Mệt ông quá à. Ông đừng có tham lam vừa vừa đó. Đó, tôi cũng ngồi 12 tiếng tôi cho hết mì cho ông á. Gia đình tôi khá giả không sao đâu, tôi cho hết. Quyên. Thôi anh coi giờ thế này nè. Hả? Mình không ngờ bạn đẹp mà bạn tốt nữa. Thường đó. Bạn nhớ nghe phần của bạn mình lấy luôn nha bạn. Ê xong nghe xong. Thôi trả hợp đồng tao đi. Dạ không. Nghe xong tỉnh táo rồi. Ừ. Không có tin là ta làm gì mà ta trả lương nhiều dữ vậy. Trời ơi, chương trình có sao mà chiều mùa 2 người ta được tài trợ nhiều lắm. Ủa vậy hả? Có tài trợ nữa hả? Tài trợ gì? Tài trợ vậy? Tao nói cho mày nghe nè, có Kim Khiết Diamond. Tài mình. Hồi đó bị được tặng dây chuyền rồi nhẫn nữa. Trời ơi. Cái gì tặng dây chuyền nhẫn? Trời ơi, tụi bay vô ngồi giám khảo. Nhà tài trợ người ta chặn dây chuyền với nhẫn cho hai ba đứa mày. Mà nhà tài trợ nào? Nó rõ ràng lại. Hộp xoan. Kim Khiết Diamond. Kim Khiết Diamond. Ừ. Được hết cái chuyện này khoái à. Trời sao? Ơi, tôi là tụi khoái hột xoàn. Ta cũng thích hột xoàn lắm. Ủa mày có rồi hả? Nó đeo đó. Đeo giả, đeo đồ giả chơi cho lấp lánh chơi. Đồ giả hả? Đồ giả giả vậy. Mày cho tao đi. Tỷ mấy đó cha. Còn nữa. Mày nổ rồi. Nghe xin cái là nói thiệt liền chứ bố. Cha mày nói giả thôi mà đeo chi được cho tao. Còn nữa nha. Còn gì nữa? Còn cái này là cũng đầu giả nữa nè. Cái nhà tài trợ này chuyên làm đầu giả. Chuyên làm răng giả, răng sứ á, implant á. Nha khoa anh nha. Nha khoa anh nha. Cái đó được á, cái đó được á. Rồi, răng còn sứ có mắc tiền nó bảo đó mà giả. Ý tao là có làm răng giả, răng tháo lắp á. Nó giá trị thiệt nhưng mà nó là răng giả. Nói chung là thật giả giả vậy đi rồi. Còn có chuyên gia máy lọc nước Enterprise nữa. Trời ơi, Enterprise. Nghe không? Máy lọc nước là tốt cho sức khỏe. Tao thích cái đó nha, tao thích đó. Trời ơi, làm cho mình uống nước cho nó khỏe khoắn đâu mình có cái giọng nói. Cái đó tôi chịu luôn á. Là tại cái vì... máy đó là mình có nước mình uống mình khỏi ăn phải không? Dạ khỏi ăn ớt. Ê mày cũng già tài trợ đút thẳng vô họng tao luôn cho rồi. Ừ vậy đi. Cho mày uống nước cho mày lớn chứ ha. Có vua điện máy nữa. Vua điện máy nữa. Tới đó mình sẽ có nhiều cái phần quà như là điện máy để mình xài. Còn ngoài ra còn có các nhà đồng hành nữa. Nãy tao thấy trong đó có mà hợp đồng mày tao có ghi ra để tao mày đọc luôn cho rồi đi. Nè, tao ghi ra để mày đọc luôn, mày nói chuyện lâu quá. Để tao đọc rồi tụi đi góp ý nha. Nè, có các nhà đồng hành Adnot Sunka Media. Đó. Đó đâu cái này. Đó, mày nói tao vô tay. Mày nói tao đọc tiếng Anh nè. Rồi, cái gì? Tao đọc tiếng Anh nè. Đen Khe. Chị Nam, chị Mộng. Được. Bây giờ tiếng Anh là nó cúp
cua không mà à, à, chưa chuẩn hả? Đã, vậy là giỏi lắm rồi. Vậy là được rồi mẹ ơi. Bánh tráng Tân Nhiên. Trời ơi. Cái này là thầy học sinh ăn ngoài đó. Cái gì? Tấm quần audio. À, được á, được á. Cái này liên quan mày thích nè. Nhà thiết kế Tâm Huỳnh. Trời ơi, quần áo trời, ai không chịu chuyên làm, tôi chịu. Còn nữa nè, Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông huyện Bình Chánh. Là chỗ mình, là chỗ mình đang ở đây. Phòng trọ, phòng trọ nhà mình ngay đây. Phòng trọ nhà mình ngay đây. Còn cà phê lại đá nữa. Ê, vậy là đến đó uống cà phê là thoải mái. Tụi mình họp nhóm, họp bạn là lên đó uống thoải mái, khỏi chuyện kiếm tiền. Đi làm liền. Mày đi làm liền ha. Chứ đứng hết dẫn là đi làm liền. Đi. Nhanh lên, nhanh lên. Lên, mày đi đi, tới đó bà con bác người ta thi á, người ta tặng trái cây bánh trái đâu mày ăn mày trời tỉnh đi. Trời ơi, trận này hết đói rồi. Đi bộ gần nhà trọ mình đi. Rồi đi bộ đi. Mấy bước tới nơi. Đi mấy bước tới. Nè. Trời ơi, nè trái cây quá trời nè. Ăn liền. Trời ơi, ăn liền đi. Thôi rồi để nhí xỉu đó nhí à. Rồi, mày đói như vậy. Đói thiệt á, sáng giờ ăn giống ôn gì đâu. Xin chào quý bà con cô bác. Cảm ơn quý bà con cô bác rất là nhiều. Bà con bác đã xem tập 9 của chương trình Ngôi sao Miệt Vườn mùa thứ 2. Chương trình Ngôi sao Miệt Vườn mùa thứ 2 được phát sóng vào lúc 20 giờ thứ bảy hàng tuần trên kênh Khương Dừa. Và mở đầu chương trình hôm nay là phần tin quốc tế. Và xin mời bà cô bác hãy theo dõi tiết mục Cô Thắm Về Làng. Trời ơi đất ơi, có một cô gái xinh đẹp đầm thắm dịu dàng rực rỡ đang tiến về phía làng mình vậy tụi bay. Đẹp quá mày. Ê, ra coi nè, ra coi. Trời ơi. Giữ nha, không toàn bự quá anh. Ê, trông quen nè. Ê, bé này tao biết nè. Thắm con của bác Năm đúng không? Thôi, con Thắm hồi nhỏ đây á. Ừ, đúng rồi. Thôi, xinh đáo đệ. Ôi, đẹp quá hả? Quá đẹp mày ơi. Vợ tao phải đẹp rồi. Ai nói vợ mày? Em về bị điên hả? Của tao. Của tao. Thôi rồi, bây giờ mình thể hiện tài năng đi. Coi Thắm á, thích ai á, thì Thắm sẽ làm vợ của người đó. Ok, chơi mày luôn. Ok. Dạ, con chào bà con cô bác. Con mới về, bà con cô bác có nhớ con không? Con là Thắm nè, mà ngủ nha, ở trên Kim Khiết á, chả luôn á, chả mà ngủ sòn con à. Cho nên nó nơi lấp lánh chút xíu. À, bà con có nhớ con không? Kìa anh như cô Thắm, con bác Năm ở xa mày về. Dáng người xinh sao xinh quá, trông ngẩn ngơ đắp trai làng ta. Mới ngày nào quay dây nhanh tiền, mới ngày nào tung tăng khắp miền. Mà giờ đây cô Thắm xinh như nàng tiên. Mặn hoa da phấn trên mắt đa tình, mày công ngồi Thắm nhung gấm quanh mình nè. Tay dù xoay nè, chân dài tay, nhìn cô tha thương như liễu buông mạnh. Bà con cô bác ai nấy khen thầm, ước chi cô gái ngoan nhà mình. Ô kìa ai như cô Thắm, trong dáng hoa gắm hoa trang đài. Thế mà hôm nay cô Thắm không khác chi các cô làng ta. Nón bài thơ nghiêng trong nắng tà, áo bà ba duyên ghê ấy mà. Cùng chị em chân dép cô đi chờ xa. Thì ra cô Thắm đang mến hơn người, vì cô ăn ở thơ thó theo thời nè. Bao người thương nè, bao chàng mê. Làng trên sông dưới nấu nước xa gần, bà con cô bác ai nấy khen thầm, ước chi ta có dâu là nàng. Thắm ơi, Thắm, trong ba đứa anh á, Thắm chọn ai? Thắm chọn anh nè, chọn anh nè. Em thấy ai cũng đẹp trai hết trơn á, nhưng mà ba có tài gì nữa không? Có, nhiều tài lắm. Vậy ba anh biểu diễn cho em với bà con ở đây xem được không? Thêm một hả? Thêm một vòng nữa hả? Đúng rồi. Còn cái gì, còn cái tài gì? Ô kìa anh như cô Thắm, con bác Năm ở xa mời về. Dáng người xinh sao xinh quá, trông ngất ngơ đắp trai làng ta. Mới ngày nào qua dây nhí tiền, mới ngày nào tung tăng khắp biển.
mà giờ đây cô Thắm xinh như nàng tiên. Mặn qua da vẫn thêm mắt đa tình, mày công môi Thắm nhung ngắm quanh mình nè, tay dù xoay nè chân dài tay nhìn cô tha thương như liễu buông mạnh. Bà con cô bác ai nấy khen thầm ước chi cô đã á dư cô Thắm trong dáng hoa gắm hoa trang đài. Thế mà hôm nay cô Thắm không khác chi các cô làng ta, nón bài thơ nghiêng trong nắng tà, áo bà ba duyên ghê ấy mà, cùng chị em chân dép cô đi chờ xa. Thì ra cô Thắm đang mến hơn người, vì cô ăn ở theo thuở theo thời nè, bao người thương nè, bao chàng mê. Làng trên sông dưới nô nức xa gần, bà con cô bác ai nấy khen thầm ước chi cô gái ngoan nhà mình. Ê ê anh đi mà của tao mà. Mày đưa Miro đen cầm cho của tao mày được chưa, là tao nhá. Ê, trả cái Miro lại cho anh ta. Là tôi á đeo hột xoàn đạo cụ rồi, còn hột xoàn thiệt á bà con biết con để ở đâu không? Ở đâu? Con để ở 55A An Dương Vương, phường 8, quận 5 á. Chỗ đó là chỗ nào? Dạ là Kim Khí Diamond đó bà con. Giỏi quá luôn. Trời, khéo quảng cáo quá đẹp. Dạ cái này không phải khéo mà là cái này nhiệm vụ. Trời lên tặng liền. Trời ơi, những người đẹp lên tặng không kìa. Trời ơi, mấy bà sếp. Trời, mấy bà sếp lên tặng không đó. Xuất rồi, sắc, chúc mừng em nha. Dạ. Dạ. Dạ, con cảm ơn mẹ. Dạ, con cảm ơn ngoại. Cảm ơn ngoại. Kìa, có mẹ bồng con tặng nữa kìa. Ở bà ngoại hả? Bà ngoại. Cảm ơn con trai. Ngoại lấy cung tên về bắn hả ngoại? Cưng quá đi. Cưng quá đi à. Dạ, giới thiệu bà con cô bác, bạn Ngọc Mai đến từ Vĩnh Long và hiện tại bạn đang làm công việc nhân viên bán hàng bên Kim Khiết Diamond. Wow. Dạ, con kính chào quý bà con cô bác, con xin được kính chào ba vị ban giám khảo, cô Ngọc Huyền, chú Châu Thanh và chú Minh Nhí ạ. Dạ, mời bạn giám khảo nhận xét vào tiết mục cho cô Thắm mà. Cô Thắm Ngọc Mai. Dạ, cười quá rồi cứ lo nhìn hột xoàn của nó, cũng quên tên đó rồi. Ngọc Mai hả? Ngọc Mai. Oh. Dạ Ngọc Mai, em Ngọc Huyền. Ngọc Mai. Dạ. Làm như người Ngọc là ai cũng xinh đó. Đâu có, tại vì nó bán hột xoàn cho nên em phải nhận nó làm em để có gì em có hột xoàn. Không nghĩ là một cái người nhân viên của cửa hàng Kim Kim Khiết mà lại hát giỏi, hát dễ thương, hát hay như vậy. Trời đất ơi, giống như một ca sĩ chuyên nghiệp vậy đó nha. Quá tuyệt vời luôn. Đem đến một cái niềm vui rất là lớn cho tất cả bà con có mặt hôm nay trong phim trường. Cho Thanh nghĩ rằng mọi người khi xem chương trình sẽ rất là yêu mến bé Mai. Dạ, rồi, con cảm ơn ạ. Rồi chúc bé Mai luôn rực rỡ và sẽ là lúc nào đẹp như một bông mai trong cuộc sống ha. Dạ, con cảm ơn chú. Dạ, cảm ơn anh Thanh nhiều ạ. Em hát bài cô Thắm, cái nhịp nhanh mà em hát rất là đúng beat. Cái điều đó là điều quan trọng ha, dù rằng là ba cái anh chàng kia quậy quá, quậy gọi là quậy điên người lên, gặp chị là chưa chắc là chị ngồi chị cười không, chị không hát được luôn đó. Nhưng mà em nó thì em rất là chỉnh chu trong cái phần đó, là em hòa quyện lại được, kết hợp lại được. Rồi cái beat nhịp của em rất là chắc, đúng beat nhịp, cho nên cái bài hát này nó cần như vậy và nó cần cái không khí như vậy. Thì Ngọc Mai đang làm cả một cái tác phẩm cho cái bài hát cô Thắm về làng rất là trọn vẹn, rất là đẹp. Chị rất là thích và cảm ơn Ngọc Mai rất là nhiều. Rồi, chúc mừng Ngọc Mai nha. Bây giờ anh sẽ mang quà của em lên để tặng mâm khảo ha. Ở cái gì vậy ta? Dạ, cái này là xoài. Trời ơi, thương vậy. Cảm ơn Ngọc Mai nha. Mắng gồ. Dạ. Mắng gồ. Trời ơi. Đọc tiếng Anh thấy ghét quá ha. Mắng gồ.
À quên ha, phải tặng quà chứ, những quà này không trời tặng ơi, cảm ơn dạ, nha con Mai. Cảm ơn. Cảm ơn Ngọc dạ, Mai nha. Con cảm ơn. Đây tặng cho Mai nha. Rồi, cảm ơn Mai rất là nhiều. Rồi, cảm ơn Mai nha. Anh cũng được một phần nữa. Giờ vô nhà gặp bác Năm nha. Rồi bây giờ vô trong nghỉ ngơi. À, rồi nói bác Năm ra hát bài Giọng Cổ Buồn cho anh nghe luôn nha. Wow. Dạ, rồi vô đi. Vô nói bác Năm ra. Dạ con kính chào ban giám khảo, cũng kính chào quý bà con ạ. Dạ rồi bây giờ mời bà con bác đến với bài hát Giọng Cổ Buồn của bác Năm. Ê, trời ơi. Chạy đi bà con ơi, chạy đi. Trời ơi. Chạy lẹ đỡ bà ngoại vô bà ơi. Cứu tôi bà con ơi. Trời ơi sợ quá. Trời ơi. Trời ơi. Chuyện gì vậy? Chuyện gì vậy? Chuyện gì mà chạy quá trời vậy? Chuyện gì vậy? Mọi người ơi, mọi người đứng lại đi. Sao gặp tôi mọi người lại chạy vậy mọi người ơi? Mọi người ơi. Trời ơi, bà con chạy đi đâu mà vui dữ vậy? Giống con ma vậy. Để từ đó bà ngoại. Dạ. Dạ chào anh. Xin giới thiệu với anh, em là nhân viên đưa thư tận tâm, tận từ trong tâm. Dạ thưa anh có thư ạ. À. Cho em hỏi anh có phải là anh Bi không ạ? À? Tôi dạ. Là Bi đây, có chuyện gì không? Dạ có thư đi anh. Đâu thư đâu? Dạ thư của anh đây. Trời ơi. Đây là thư của người tôi yêu mà. Dạ anh ơi anh ký nhận giùm em được không ạ? Tôi đâu có biết chữ đâu mà ký. Dạ đó rồi. À, dạ anh ơi không anh. Tôi mà... hay là tôi lăn tay được không? Lăn tay hả anh? À, dạ. Nhưng mà em không có mực ở đây. Trời đó, trời trời ơi. Cắn được thì... Mà sao mọi người thấy tôi cứ chạy hoài nãy giờ, tôi không biết tại sao. À, dạ em đâu biết tại sao đâu. Ừ, tôi cũng không biết tại sao mọi người cứ thấy tôi là chạy không à. Sao vậy anh? Em đâu có biết. Sao vậy? Anh là tôi không biết nữa. Tôi là zombie mà. Ờ à, thì anh zombie thì người ta thấy zombie là người ta phải chạy thôi chứ. Anh ơi, tôi không có làm hại anh đâu. Ngày đầu tiên anh cứ bỏ tôi mà anh ơi. Ngày đầu tiên em đi giao hàng mà. Trời ơi, tự nhiên mới đi giao hàng ngày đầu tiên gặp zombie là sao? Anh ơi, tôi cảm ơn anh nha. Sao mọi người lại bỏ tôi đi hết rồi? Bây giờ tôi chỉ còn lại một mình tôi với người tôi thương thôi. Anh zombie yêu dấu của lòng em. Khi anh đọc lá thư này thì em đã đi lấy chồng về nơi xa xứ lạ. Em biết đọc tới đây là anh cảm động và sốc dữ lắm. Em thành thật xin lỗi anh nhiều. Nhưng mà áo mặc sao quá khỏi đầu hả anh? Nè, anh đừng có nói là anh mặc áo thun mặc qua khỏi đầu được đó nha. Cha mẹ em không bao giờ cho em mặc áo thun hết. Cha mẹ em nói nếu em lấy chồng mà lấy anh thì có ngày anh sẽ hút máu em chết thì sao. Cho nên kiếp này em xin vĩnh biệt anh. Hẹn gặp lại kiếp sau. Tái Búc, Ngọc Quyền, hai má lúng đồng tiền của anh. Quyền ơi, tại sao em lại bỏ anh vậy Quyền ơi? Tuy anh là zombie, nhưng anh ăn chay mà. Miệng anh đỏ là tại anh ăn dưa hấu với thanh long ruột đỏ. Còn nếu như em thấy mắt anh thâm quần thì anh sẽ đi qua Na Đanh Thờ. Anh làm lại cái nhan sắc của anh được mà Quyền ơi, đừng có bỏ anh nha Quyền ơi. Đêm dài nghe tiếng giọng cổ buồn, nức nở vẫn trăng khuya cung đàn buông tiếng khóc. Tiếng gõ nhịp sông lan ngay quán khúc tơ lòng, như tiếng lòng chim quyên đang đón gió thu về. Em giờ xa xứ bỏ quê nhà, bỏ lại tình anh bên chiếc cầu tre cuối xóm, bỏ lại dòng sông xưa hai đứa vẫn hẹn hò, bỏ lại vẫn trăng non anh thức đón em về. Họ ơi chính nhánh sông phù sa mù u, con bướm đặng quay về. Về đâu con nước lớn nước rồng, điệu hiu như khúc hát tình anh. Họ ơi cống cống xê sang xê
Quyền ơi, nếu em bỏ anh rồi thì anh sẽ sống sao đây? Anh sẽ cắn anh chết chứ rồi. Mà không được, anh không thể nào mà cắn anh được. Quyền ơi, bây giờ tôi phải làm sao để tôi chết đây trời ơi? Em giờ xa xứ bỏ về nhà, bỏ lại tình anh bên chiếc cầu tre cuối xóm, bỏ lại dòng sông xưa hai đứa vẫn hẹn hò, bỏ lại vầng trăng non anh thức đón em về. Họ ơi, chính nhánh sông phù sa mù u, con bướm đặng quay về. Về đâu con nước lớn nước rồng, điệu hiu như khúc hát tình âm. Họ ơi, cống cống xê sang xê, mình ơn anh đứng đợi em về. Còn thương còn nhớ bóng con đò, về nghe câu hát lý chờ mong. Còn thương còn nhớ bóng con đò, về nghe câu hát lý chờ mong. Ai đã cùng tôi thề câu hẹn ước, trầu cao mâm quả đưa sang đàn trai đón dâu về. Chim quyên có bạn có bầy, nở sao em để lẻ bầy lòng anh. Có thương có nhớ quê nhà, về mà nghe giọng cô nhớ hoài tình anh. Quyền ơi, nếu bây giờ anh chết một mình thì không được. Anh sẽ tìm em, anh sẽ cắn em. Dạ thôi. Rồi anh chào quý bà con cô bác đi, giờ hết bình hết rung rồi ha. Trước tiên xin cho em gửi lời chào đến ba vị giám khảo cũng như quý vị khán giả đang xem chương trình trực tiếp trong buổi trưa ngày hôm nay. Một lời chào trân trọng nhất ạ. Anh giới thiệu tên mình chung. Em tên là Nguyễn Tuấn, sinh sống tại Sài Gòn. Và công việc hiện tại của em là cũng nghề tự do. Thỉnh thoảng cũng có đi hát những cái show tiệc cưới rồi đấy nọ. Dạ. À, có thường xuyên không anh? Dạ cũng thỉnh thoảng thôi anh. Tại lúc này cũng ít có đi lắm. Dạ. Dạ, dạ mời chị Huyền ạ. Thường đó, người nghệ sĩ hoặc ca sĩ hoặc là luôn bất cứ ai bước lên một cái sân khấu là cũng phải đi tìm cho mình một bộ đồ đẹp, phải trang điểm make up mình thật là đẹp. Mà mấy cái nàng biên tập, cái anh biên tập này ác dễ sợ. Cho tôi lần đầu tiên lên ngôi sao miệt vườn, kệ tôi nói vậy đó, kệ tôi. Đó, tôi xỉa xói ai kệ tôi. Anh chỉ điểm. Em biết hết á. Nhưng mà lần đầu tiên lên ngôi sao miệt vườn mà cho tôi xấu vậy đó. Nhưng mà cái đó là cái lòng đam mê. Cái đó thì chị lại cho là điểm cộng. Bởi vì mình phải phù hợp vô cái nhân vật, vô cái bài hát, thấy không? Thì tự nhiên á, mình sẽ tăng lên được cái sự thương yêu của khán giả. Giống như hiện giờ chị không biết anh Đại của chị như thế nào, nhưng mà chị với anh Nhí là rất thích cái phong thái của em. Luôn cả cái dựng cái hoạt cảnh này, bởi vì nó làm cho mình thấy em đẹp lắm. Chị không có nói là em đẹp trên sân khấu đang xấu lắm. Trời ơi, ba cà rồng, môi đỏ, mắt quẹt tùm lum á. Chưa có thấy răng nanh thôi à. Nhưng mà đẹp từ tấm lòng. Đẹp từ cái tình yêu em đến với ngôi sao miệt vườn. Đẹp từ cái đam mê ca hát của em. Đẹp từ cái dấn thân của em đã là một người ca sĩ. Tuy rằng là có thể là bán chuyên nghiệp thôi, nhưng mà cũng đã đi từng diễn. Có thể là nhận show ai cho nhiêu hát nhiêu. Yeah. Thì cũng đã từng đứng trên sân khấu rồi. Nhưng mà em đã dám bỏ những cái đẹp của mình để mà hòa nhập vô đúng với cái chất ngôi sao miệt vườn, đúng với cái biên tập dàn dựng cho em. Học thoại nè,
rồi ca nè, bận đồ xấu rách te tua nè. Đẹp tuyệt vời, cái điều đó là điều chị cho điểm cộng rồi, thấy không? Cho bông thêm rồi. Và cảm ơn em đã đến với Ngôi Sao Miệt Vườn. Cảm ơn chị Quyền rất nhiều. Dạ, cảm ơn chị ạ. Dạ, anh Jimmy anh có quà anh tặng anh chị. Dạ. Đến đây thì em cũng không có cái gì hơn, có một ít quà nhỏ nhỏ gửi tặng cho các anh chị dùng Lý Thảo với em. Cảm ơn Jimmy nha. Cảm ơn Jimmy. Quên ha. Nhân, cảm ơn. Nhân bông. Dạ, cảm ơn. Đây tặng Tuấn nha. Cảm ơn thầy rất là nhiều. Cảm ơn Tuấn. Thì thôi, cũng rất hân hạnh được tham dự cái chương trình của anh Khương Dừa. Thì em cũng xin cảm ơn ban giám đốc cũng như ban giám đốc âm nhạc đã tạo ra một cái sân chơi rất là thú vị cho tất cả các anh em cô chú đam mê, niềm đam mê ca hát của mình. Cả ekip nữa, mấy ngày nay là bỏ công ra tập vợt cho em rất là nhiều. Em xin cảm ơn rất là nhiều. Dạ. Cảm ơn anh nha, cảm ơn đã tham gia chương trình Ngôi Sao Miệt Vườn. Bây giờ anh mời anh xuống dưới để mình đợi kết quả. Dạ, và bây giờ Khương Dừa kính mời ban giám khảo và bà con bác đến vào một tiết mục tiếp theo được mang tên Em Yêu Anh Như Câu Hò Ví Dặm. Wow. Má ơi đừng gả con xa, chim kêu dượn hú hò. Chim kêu dượn hú biết nhà má đâu. Ủa chị Hương, chị chuẩn bị đi lấy chồng hay gì vậy? Không phải đâu em. Em nghe ai nói vậy? Trời, em mới nghe chị hát rõ ràng luôn. Má ơi đừng gả con xa, chim kêu dượn hú biết nhà má đâu. Chị tập hát thôi mà. Trời, sao bữa nay không bán mà ngồi đây hát hò vậy chị? Từ sáng giờ chị đi bán, giờ chị ngồi nghỉ để tập hát, chuẩn bị đi thi Ngôi Sao Miệt Vườn mà. Vậy chị làm ngôi sao luôn hả? Vậy là mai mốt em đi bán một mình hả? Đâu có, chị mình yêu Vân Nghệ á. Mình trên YouTube thấy có cái kênh Ngôi Sao Miệt Vườn. Mình muốn đăng ký để đi thi mà cho vui ý mà. Mà muội à, bây giờ chị đi thi của mình chị run quá. Hay là em trợ giúp chị được không? Em giúp gì chị? Em trợ giúp làm má của chị á. Trời, em sao làm má chị được? Thôi, không làm má thì giờ mình làm con. Vậy làm con được không? Bây giờ mình em đi vô nhà ha. Vô nhà rồi em dắt chị làm con, dắt chị đi tìm cha nha. Dạ. Bắt đầu. 1, 2, 3, diễn. Má ơi, mẹ ơi, mẹ đâu rồi, mẹ ơi? Mẹ lại đi tìm ba nữa hả? Mẹ đi tìm ba nè con. Sao mấy năm nay ngày nào mẹ cũng đi tìm ba hoài vậy? Ba bỏ mẹ con mình rồi mà. Không có đâu con, đừng nói vậy, ba buồn nha. Nhiều khi á, ba đi làm ăn xa ở đâu đó thôi. Chừng nào có điều kiện ba sẽ về thăm mẹ con mình. Không có đâu, con nghe hàng xóm người ta nói là có gặp ba, mà ba còn đi với người khác nữa. Có kêu ba về mà ba không có về. Con đừng nghe người ta nói nha, không phải đâu. Mà ba vẫn thương mẹ con mình lắm. Không phải là con nghe người ta nói không, mà con cũng biết á, là ba bỏ mẹ con mình rồi. Sao mẹ không chịu chấp nhận sự thật vậy mẹ? Không phải là mẹ không chấp nhận sự thật, mà mẹ muốn đi tìm ba. Là dù sao chăng nữa, mẹ hy vọng là một ngày mẹ sẽ được gặp ba. Dù không còn tình nhưng còn cái nghĩa, mẹ hy vọng là ba sẽ quay về với mẹ con mình. Thôi bây giờ con dắt ba đi tìm, dắt mẹ đi tìm ba ha. Dạ. Mà giờ biết tìm ba ở đâu hả mẹ? Chưa. Ba mẹ quen nhau, ba thường hay thích nghe giọng hát của mẹ.
hy vọng một ngày mẹ hát là ba sẽ nghe được giọng hát và quay về sẽ gặp mẹ con mình. Tình yêu em như sóng biển chiều hôm, đã trao anh dạt dào bao kỷ niệm, như vầng trăng sáng to giữa khơi xa, như hạt sương gió reo suốt bốn mùa. Em yêu anh như yêu bờ cát trắng, lòng lo âu khi mùa bão qua đây. Em yêu anh như yêu cầu ví dầm, giận thì giận mà thương cũng thật nhiều. Ngoài khơi xa đang có gì đợi anh, lúc phong ba biển đông sóng gầm gào. Em chờ anh thức trọn suốt cánh thâu, như dòng sông lúc mới rồi lại đây. Anh yêu ơi thương anh nhiều lắm đó, đừng đi xa như loài cá lang thang. Em yêu anh, em thương anh vất vả, giận thì giận mà thương cũng thật nhiều. Giận thì giận mà thương lại càng thương. Muội à, con có nghe giọng cái câu hát mà giận thì giận mà thương thì thương không? Dạ con có nghe. Đó chính là lý do mấy năm nay mẹ đi tìm ba đó. Ừ. Nhiều lúc mẹ cũng buồn cũng giận ba lắm, nhưng vì tình nghĩa vợ chồng nên mẹ không thể quên được. Hy vọng một ngày nào đó ba sẽ trở về với mẹ con mình. Tình yêu em như sóng biển chiều hôm, đã trao anh dạt dào bao kỷ niệm, như vầng trăng sáng to giữa khơi xa, như hạt sương gió reo suốt bốn mùa. Em yêu anh như yêu bờ cát trắng, lòng lo âu khi mùa bão qua đây. Em yêu anh như yêu cầu ví dầm, giận thì giận mà thương cũng thật nhiều. Ngoài khơi xa đang có gì đợi anh, lúc phong ba biển đông sóng gầm gào. Em chờ anh thức trọn suốt cánh thâu, như dòng sông lúc mới rồi lại đây. Yêu ơi thương anh nhiều lắm đó, đừng đi xa như loài cá lang thang. Em yêu anh, em thương anh vất vả, giận thì giận mà thương cũng thật nhiều. Giận thì giận mà thương lại càng thương. Giận thì giận mà thương lại càng cô. Dạ, con
Cảm ơn quý bà con cô bác đã tặng cho bạn Thương những cái cành hoa tươi thắm kèm theo những cái món quà lì xì. Cảm ơn xí muội nhiều nha con. Xí muội. Xí muội khỏe không? Dạ con khỏe. Xí muội là một cũng là một thí sinh của mùa 1 đó, không biết bà con cô bác có nhận ra không à. Cảm ơn con đã hỗ trợ cho chị. Cảm ơn con rất là nhiều. Dạ, cảm ơn. Con chào bà, chào ban giám khảo rồi chào bà con bác con xuống dưới hang. Cảm ơn con chào mấy giám khảo. Chào. Chào con. Dạ. Nhận ra liền, nhận ra là xí muội liền. Dạ Thương ơi. Dạ. Chúc mừng em đã hoàn thành phần thi của mình nha. Và bên dưới bà con cô bác vỗ tay cho tiết mục em rất là nhiều. Ban giám khảo cũng ngồi nghe chăm chú. Và quan trọng là bà con bác đã tặng em những cành hoa. Và trong đó có những cái nhụy hoa là tiền, rất là dễ thương. Em gửi lời cảm ơn bà con bác với lại giới thiệu bản thân mình ha. Dạ, trước mắt là em cũng xin gửi lời cảm ơn ban giám khảo cũng như tất cả các anh chị khán giả cũng tặng hoa và quà cho em. Cuối cùng em chẳng biết nói gì cả, em cũng xin kính chúc ban giám đốc cũng như ban giám khảo cùng tất cả bà con cô bác anh chị mạnh khỏe dồi dào hạnh phúc ạ. Em xin chân thành cảm ơn ạ. Cưng quê ở Thái Bình phải không? Dạ em quê Thái Bình ạ. Cưng vô đây bao nhiêu năm rồi? Dạ em vào đây được 3 năm rồi ạ. 3 năm. Quý bà con bác có nhớ trong tập 1 có bạn một bạn nữ nữa cũng khiếm thị tên là Trót, hát bài Hoàng hôn màu tím. Chiều hoàng hôn tím cả dòng sông, đò neo bên giăng mà nhớ anh thiết tha trong lòng. Đó đã là người em ruột của Thương. Rồi hy vọng là sau chương trình này thì bà con bác biết tới em với lại Trót nhiều. Để bà con bác mà gặp thì bà con bác sẽ ủng hộ tâm bông người giết rồi ha. Dạ. Ủa thường thường gia đình cưng bán ở đâu? Nói chung là em đi các nơi, có đi các ngã tư rồi cũng đi chợ. Tự đặt xe ráp rồi book xe ráp đi. Đi đến nơi là mình tự chống cái gậy này đi ạ. Em đi vậy rồi em có hát không hay em chỉ rao bán thôi? Có chứ ạ. Em hát bằng dạ. Cái loa nào? Em hát bằng cái loa kẹo kéo nhỏ xíu à. À nhỏ xíu hả? Em đeo rồi. Sau lưng em hát. Dạ. Trước khi ban giám khảo nhận xét cho bông em thì anh xin chúc mừng em thì chương trình sẽ có một cái chiếc loa kẹo kéo ha. Có dù luôn, có xe đẩy luôn. Tặng cho em giống như là Trót vậy đó, để mốt em dùng đó em làm cái cần câu mưu sinh ha. Rồi cảm của Adnos Sơn Ca Media với lại cộng thêm 3 triệu đồng của một người chị của anh ha. Dạ. Dạ rồi, chúc mừng em. Nói chung là trước khi đến đó nhận bông mình có cái niềm vui vậy đi trước đi. Dạ, bây giờ mời ban giám khảo mình nhận xét cho tiết mục của Thương ạ. Được nghe Thương kể về câu chuyện mà Thương từ ở ngoài Bắc hả? Thái Bình. Thái Bình mà vào tới trong Nam để mưu sinh. Thì đó một điều mà chú Thanh cảm thấy rằng Thương rất là nghị lực. Chú ở đây nè, vòng vòng ở thành phố Hồ Chí Minh mà đôi khi từ quận này qua quận nọ mà chú cũng đi lộn đường á. Mà con từ ở ngoài Thái Bình cũng vô đây. Rồi cái hay nhất của con là cái mưu sinh của con đem lời ca tiếng hát để bán, để tạo một cái niềm cái cuộc sống cho mình. Và cái hay hơn nữa là hôm nay tự con đến để tham gia chương trình Ngôi Sao Miệt Vườn là con mang tiếng hát này để tham gia chương trình. Và tiếng hát của con hôm nay rất hay. Chú nghe chú say mê luôn. Chú thấy cả hai đứa người em của chú Ngọc Quyền và Minh Nhí và tất cả bà con trong phim trường hôm nay cũng rất là tha thiết. Tiếng hát của con da diết đã làm ngây ngất lòng người. Còn cái điều mà chú rất là khâm phục tụi con á, không có ánh sáng. Nhưng mà tụi con vẫn đi đến khắp mọi nơi vì mưu sinh. Và hôm nay đặc biệt là đến với Ngôi Sao Miệt Vườn, một điều hết sức là nghi lực. Thì hôm nay chú có một chút quà để tặng cho con và tặng bông cho con ha. À, đây. Con xin chân thành cảm ơn. Và kính thưa đại gia đình. Phan ơi, vừa anh xin phép tí nữa. Đây, cái này con coi chừng rớt nha. Đây, chừng rớt. Con xin. Đây là những cái bông tâm bông của cháu. Châu Thanh hôm nay muốn cùng với cháu mà tiếng hát của Châu Thanh để mời bà con ủng hộ. Hôm nay đến đây để hát và để giới thiệu tâm bông chứ không phải là để đi xin. Quý vị biết là đây là người
thí sinh của chương trình từ Thái Bình vô đây mà cháu lại là một người khiếm thị nữa, không thấy đường. Vì vậy cho nên cho Thanh muốn dùng một câu ca gì của mình đó gửi đến bà con để được bà con ủng hộ cho cháu có được không ạ? Dạ. À, mời nhạc sĩ, hồi nãy giờ toàn là hát những bài buồn không, giờ mình hát vui đi ha. Xin gửi đến cả nhà mình một bài hát rất nổi tiếng của tác giả Thanh Vũ và Trần Long Ẩn, bài hát đem tên là Nụ Hồng. Dạ. 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 Rồi, dạ. Chưa, con đứa này chú phụ cho con nha. Quý vị ơi, ủng hộ tâm bông của Sương đi quý vị ơi. Em bên nào trước nè, bên đây ha, rồi bên đây ha. Con đứng đây đợi chú. Anh Thanh ơi, Minh chuột với Quyền hai lỗ mua. Hả? Quyền hai lỗ. Hai lỗ mua, trời ơi. Trời, mời mời. Bán giùm tôi làm gì cầm cái cây này chi trời. Nụ hồng trước ngõ nhà nở hoa bướm mong tìm lại, ngọt ngào say đắm tỏa hương, cho đời thương lại càng thương. Dương hồng hoang bóng hình ai, nhà bãi tóc mây mềm mại, ngọt ngào say đắm tỏa cho đời thương lại càng thương. Ngọt ngào say đắm tỏa hương cho đời thương lại càng thương. Khi mặt trời áp về phía người con gái dùng bón cây xanh chăm chút từng nụ hoa hồng. Trời đất mênh mông mà chân tôi lại hướng một con đường, sự rung động con tim không tuốt nhưng nào chế ngự, mỗi khoảnh khắc mong gặp nàng dùng lấy thành cá Đại Dương. Lòng muốn nói với em thật nhiều nhưng không tìm được lời, hay lặng lẽ tầng ngần nhìn thành hoa sắc tắc, bỗng thấy chút kẹn hờn khi búng lại ông qua ơi. Thương mến đáng thương nào ai rõ thấu, Quyền hay lỗ, cảm ơn Minh Nhí. Đếm tiền giùm Minh Nhí. Em yêu thương từng chiếc lá, em đắng níu từng nụ hoa. Em ơi, đêm ngày anh mong đợi đợi tình em. Thương nhớ đầy dơi, còn
những khúc lòng yên lặng. Nghe sao khuya gọi dân trắng, thơm hơn quá hồng nở rộ, gọi tình yêu đến bấy lo mong chờ, chờ đợi nhớ mong tâm tư khắc khoải. Đồ hồng kia đã đắp kín tim này, sông xanh con nước đông đầy, đêm đêm tâm sự lời này cùng trân trọng cảm ơn sự ủng hộ của tất cả bà con đã dành cho cháu Sương của tôi. Trời đó coi anh Thanh ảnh hát mà bán được 2 tỷ bạc à trời. Con xin chân thành cảm ơn chú. Thôi em ơi, được 2 tỷ bạc luôn. Cho tôi nói chơi thôi nha. Quá trời. Bà tưởng thiệt, hồi bà đòi tôi thấy bà. Lúc anh bán em gọi điện em kêu lấy thêm á anh Thanh. Ờ vậy hả? Trời ơi. Thấy thương không? Khán giả nói là muốn lên mua mà anh Châu Thanh không bước qua, cho nên là đem tiền lên đây đưa cho Thương luôn. Rồi bây giờ đây là bông của chị Ngọc Quyền nè. Đây. Hồi nãy chị Ngọc Quyền với anh Minh Nhí ra cũng mua hàng của em. Bây giờ nụ hồng, nụ hồng. Nụ hồng của tôi là đúng nụ hồng luôn đó. Cái tên đẹp quá Thương ha. Dạ em cảm ơn. Vừa đang giữ bông của anh Châu Thanh. Rồi chúc mừng em nha. Dạ em cảm ơn. Cộng lại chắc mình cũng được hơn giải nhất rồi đó. Quá cho tiền luôn. Rồi cảm ơn quý bà con cô bác rất nhiều ạ. Cảm ơn bà con cô bác đã ủng hộ cho Đặng Thương. Dạ và tiếp một bài nụ hồng của anh Châu Thanh. Anh còn bài nào nữa không anh? Còn 800 bài nữa em. Bài vừa để thôi để từ từ. Thôi để mấy tiết mục sau nữa. Cảm ơn anh rất là nhiều. Cảm ơn chị Huyền và anh Minh Nhí rất là nhiều. Và bây giờ mời Thương xuống dưới để mình chuẩn bị mình đợi kết quả ha. Và bây giờ Thương vừa mời quý bà con cô bác mình đến với tiết mục tiếp theo của một ông địa với bài hát Câu Chuyện Đầu Năm. Bùm. Hả? Treo bùm là gì? Như ta đây là tổ địa trên thiên đình. Nay xin phép Ngọc Hoàng xuống đây để nhận xét nhân gian như thế nào. Ta nghe có ba yêu quái xuất hiện. Nào là Thanh Thản, Đệ Tỷ Quyền Hai Lỗ cùng đại ca Minh Chuột. Tuổi còn nhỏ không lo ăn học, đi quậy làng phá xóm, ức hiếp dân nghèo. Thế thì hôm nay ta phải ghi vào để mà lên thiên đình trình báo cho Ngọc Hoàng Thượng Đế biết. Thấu địa đời mới. Đúng. Trời đất ơi, không tài hả? Tài đi. Thời ơi là trời, đầu cổ vậy kỳ vậy. Trời ơi, tôi thấy ông hạ phàm, tôi mê quá nên tôi xin Ngọc Hoàng, tôi hạ phàm, tôi đặt vé máy bay cặn quá, bay không được, nên tôi nhảy dù xuống, trúng cái ổ gà nên cái đầu tôi nó mới vậy nè. Trời ơi, đầu ông rơm rác không, mà lúc này ông làm sao rồi? Khỏe. Ông làm ăn sao? Trời ơi, ông cũng biết tôi rồi đó, bà con cô bác ở đây nè, ai muốn giàu là xin tôi. Kể cả đại ca Thanh Thản, Đại Tỷ Quyền Hai Lỗ nè, đại ca Minh Chuột đó nè. Trời ơi, muốn giàu xin tôi cho hết. Mà mấy người đó còn giàu, ông nhìn tôi như thế nào? Giàu hơn họ cỡ nào? Mà ông giàu rồi ông xuống đây làm chi? Trời ơi, đất ở trên thiên đình á tôi mua hết rồi, còn cái điện Ngọc Hoàng là tôi chưa có mua thôi đó. Cho nên hôm nay tôi xuống đây tôi mua vài chục mẫu đất để chơi. Trời ơi ông ơi, ông đi về trển đi, đất ở đây không có đâu mua. Sao biết? Trời ơi, tôi thổ địa tôi mua hết rồi. Hả? Tôi mua đất hết rồi, không có đất đâu mua. Vậy không lẽ cái chuyến này tôi hạ phàm vô công sao ta? À để tôi suy nghĩ rồi. À chiều nay tôi kêu mấy đứa nhỏ đem vàng ra biển đổ. Chi vậy, uổng vậy? Tôi lắng biển, tôi phân lô, tôi bán nền. Trời đất ơi, nhưng mà tôi nói ông nghe nè, ông lấn vừa phải thôi, ông lấn quá đó nó ảnh hưởng tới công việc làm ăn của tôi.
Ông làm nghề cá hay sao? Ông đi đánh cá hay sao ông mà ảnh hưởng? Tôi có cái công ty lọc nước. Tôi lấy nước biển về, nó mặn tôi tách núi ra, tôi cấp cho dân nghèo. Còn nước tôi lọc rồi nó sẽ ngọt, tôi cấp cho dân nghèo uống. Ôi, ông giỏi quá. Tôi không giỏi thì ai giỏi? Nhưng mà thôi, lâu lắm rồi anh em mình gặp nhau, ông có không không? Rảnh, chiều nay tôi rảnh. Rồi, chiều nay tôi mời ông đi ăn với tôi một bữa đi. Ở đâu? Ở nhà hàng 81 tầng á. Vậy sao không đi liền mà để chiều nay? Đi sao được mà đi? Giờ này còn cặp vé số mà đi cái gì ông nậu chứ. Trời ơi, ông đi bán vé số mà ông nổ với tôi hoài ông đĩa. Lâu ngày gặp ông, đùa với ông chút xíu cho vui thôi. Còn ông sao? Tôi cũng giống như ông đĩa. Bán vé số. Anh em mình đồng nghiệp rồi. Vậy thôi, bây giờ đường ông đi bán hang. Rồi tôi cũng đi bán hang. À, chúc ông mua mai bán đá ha. Rồi cảm ơn ông đẻ nhiều nghe ông đẻ. Sẵn tôi đi bán xong tôi lên chùa, tôi thắp hương tôi xin cầu ơn trên, độ cho ban giám khảo cùng quý vị khán giả được mạnh khỏe, an khang thịnh vượng, gia đình luôn luôn hạnh phúc vui tươi nha. Cảm ơn cậu đẻ. Trên đường đi lễ xuân đầu năm, qua một năm ruột cho hết tơ tầm. Năm mới nhiều ước cầu chờ mong, mai nhiều rồi ít ngóng trông, vui cùng bão đò rượu hồng. Cùng nhau đón thêm mùa xuân, xuân dù thay đổi biết bao lần, xin cẩn nguyện kế chặt tình thân, riêng canh lọc những bân phân, năm nay chắc gặp tình quân. Xuân mang niềm vui tới bao la nguồn yêu mới, như hoa mai nở phơi phới. Thế gian thấy nụ cười, đón cho nhau cuộc đời, trên đất mẹ vui khắp nơi. Xuân reo lọc khắp chốn, xuân đi rồi xuân đến, cho nhân gian đầy lưu luyến. Đón xuân trên mọi miền, viết thư thăm bạn hiền, một lời nguyện xin chớ quên. Mong đầu năm cuối năm gặp mai, gia đình luôn hạnh phúc sum vầy. Trên bước đường dây là dòng mây, riêng vừa đẹp ý đắp say, ôm nàn xuân đẹp vào tay. Năm mới cậu bè tôi xin chúc ban giám khảo cùng quý vị khán giả một năm được an lành và an khang thịnh vượng hạnh phúc và làm ăn phát tài phát đạt và cảm ơn. Xuân mang niềm vui đây, bao la tình yêu mới, như hoa mai nở phơi phới. Thế gian thay nụ cười, đón cho nhau cuộc đời, trên đất mẹ vui khắp nơi. Xuân reo lọc khắp chốn, xuân đi rồi xuân đến, cho nhân gian đầy lưu luyến. Đón xuân trên mọi miền, viết thư thăm bạn hiền,
một lời nguyện xin chớ quên. Mong đầu năm cuối năm gặp mai, gia đình luôn hạnh phúc sum vầy, trên bước đường danh là dòng mây, riêng vừa đẹp ý đắp say, ôm nàn xuân đẹp vào tay. Trên bước đường danh lời dòng mây, riêng vừa đẹp ý đắp say, ôm nàn xuân đẹp vào tay. Dạ xin cảm ơn những tặng quà tăng cường của mấy anh. Ông Đệ ơi. Cái gì nữa ông Tài? Tôi trúng số ông Đệ ơi. Trời ơi, tôi vậy tôi mừng cho ông nha. Tôi trúng số người đầu tiên tôi nhớ là ông đó ông Đệ. Ừ vậy hả, tôi cảm ơn ông nha. Tôi trúng được 6 tờ, tôi cho ông 3 tờ. Ừ, ông đổi ra nè, ông mua nhà nè, ông mua đất nè. Rồi, ông nghỉ dưỡng nha, rồi ông gửi ngân hàng nữa. Vậy tôi ngon rồi, tôi giàu rồi. Mà ông trúng được 3 tờ, 6 tờ, cho tôi 3 tờ. Mỗi tờ 2 tỷ, 3 tờ 6 tỷ. Tôi đổi ra tôi mất hết 600 triệu, tôi còn 5 tỷ tư. Vậy tôi giàu rồi ông Tài. Ai nói với ông 5 tỷ tư? Thì ông ơi nói cho tôi 3 tờ, tờ 2 tỷ. Ông ơi, tôi trúng lô có 100 ngàn, 3 tờ 300 ngàn. Ôi ơi. Ông trúng 6 tờ, tờ 100 ngàn, có 600 ngàn cho tôi 3 tờ 300 ngàn. Ông kia tôi đi mua đất, các nhà, rồi gửi ngân hàng. Đúng là ông Tài tào lao thật chứ. Tự nhiên chạy ra, chị cho đá một cái chạy vô. Rảnh. Rảnh dữ. Đó cái tội rảnh. Tội ơi không. Ở nhà hôm xưa ở nhà hôm lên đây diễn là chui ổ gà đồ. Bỏ nhà cảm ơn bạn Thái Tư người miền Tây nhiều nha. Nay diễn cũng được được rồi đó. Cũng có duyên rồi đó. Từ từ anh nhóm hài nè. Nhóm hài là ông Thái với bà Dung Anh nè. Lập nhóm hài với tổng hài luôn. Dạ mời bà con bác cho chú Hiếu một tràng pháo tay nữa ạ. Cảm ơn. Dạ chú Hiếu giới thiệu về chú đi chú, công việc rồi quê quán nè chú Hiếu. À, cũng kính thưa ban giám khảo cùng quý vị khán giả, sự thật thì tôi sống từ nhỏ tới lớn giờ 60 mấy năm ở thành phố Hồ Chí Minh mà không có nhà cửa, đi thuê nhà, mà bây giờ tôi phải nuôi 4 đứa cháu ngoại nữa tại vì cha mẹ nó qua đời hết rồi. Mà tôi phải mỗi ngày tôi bán món. Bữa nay tôi lấy cá biển, tôi gắn ba ga để cái thùng lên, tôi chạy lũi vô xóm tôi bán. Ngày mai tôi lấy gà, rồi mốt thì tôi lấy thịt heo. Mà 3 tháng nay bán ế quá. Bây giờ dứt thâm vốn, hết vốn bán rồi. Rồi thấy cũng ở không, ngôi sao miệt vườn mở lên rồi cũng đi thi. Cho nó vui với sự ca hát thì tôi đam mê từ nhỏ tới lớn rồi. Anh thử đi hát cho vui cái sự đam mê của mình. Nay cũng 65 tuổi rồi. Dạ rồi bữa nay đi thi gì là vui lắm chưa chú? Vui. Thích không? Thích chứ. Dạ mà giờ mời ban giám khảo mình góp ý cho tiết mục của chú Hiếu ạ. Mình thấy mình khoái Hiếu lại chỗ là Hiếu ca thoải mái, ca rạng rỡ trên gương mặt mình tươi cười. Và Hiếu ca với tính cách nó không có gì mà bận tâm. Đó là một điều đã trong cuộc sống mình rồi đó. Chúc mừng Hiếu nha. Cái sự đam mê của mình thì mình cứ lên mình thi đi. Cho tỏ sự đam mê của mình thôi. Dạ. Nó đúng ra nhiều khi cả đời mà người đó có thể là từ khi cha sanh mẹ đẻ, khi mà tới nằm xuống quan tài rồi chưa bao giờ bước lên một cái sân khấu để hát nữa. Nhưng mà cái sự đam mê của mình cứ đi thi. Dạ, cảm ơn chú nhiều. Đậu hay không là cái chuyện đó bây giờ hồi sau phân giải. Rồi bây giờ dạ. Thế này rồi, xin phép mình gửi chúc lộc cho mấy chú áo, mấy cháu ngoại nha. Dạ, vậy cảm ơn anh Tân Thanh. Tình nghệ sĩ nhau nha. Rồi bây giờ tặng bông luôn á. Rồi trả mì trôi cho Hiếu luôn. Dạ cảm ơn anh. Cảm ơn, chào bà con. Dạ cảm ơn thầy nhiều. Là ở cái tuổi của anh mà hát được như vậy, vui vẻ được như vậy, lạc quan được như vậy, mặc dù cái hoàn cảnh gia đình nó cũng gặp nhiều khó khăn và vất vả, nhưng mà anh lạc quan vậy là em thấy là vui rồi anh. Và tinh thần của anh đến với chương trình nó rất là vui vẻ và rất là bình thường như vậy là em rất là thích cái suy nghĩ đó của anh. Và em tặng cho anh luôn nha. Em chúc anh nhiều sức khỏe.
Chúc anh nhiều sức khỏe. Cảm ơn chú Minh ha. Dạ dạ, chúc anh nhiều sức khỏe và chúc cho gia đình anh á luôn luôn may mắn và hạnh phúc an lành. Dạ. Dạ cảm dạ, ơn. Cảm ơn anh. Dạ cảm ơn chú Minh. Dạ cảm ơn anh. Bây giờ tôi cũng có phần quà cũng xin tặng ban giám khảo. Dạ. Ăn lấy thảo của Ít Lòng Nhiều. Dạ. Đồng ý giờ thì tôi không biết nói gì hơn. Thì có làm sao tặng vậy chứ còn không biết nói gì hơn nữa. Dạ. Trên ban vị giám khảo cũng đừng có chê cười nha. Dạ không. Trời ơi. Chú xin tặng hai chú Hiếu. Em là giận là quý rồi, dạ đâu có dám dạ. Rồi, em gái tặng hoa. Dạ, cảm ơn dạ. Cô. Dạ. Em xin nhận trân quý tấm lòng của anh. Nhưng mà em nghe nói là bây giờ anh với chị là phải ở nhà thuê nhà mướn, cho nên thôi cho em xin gửi em với anh Nhí. Hồi nãy anh Châu Thanh gửi quà rồi. Cho em gửi một tích ít lọc lại nha. Để giống như em những cái món quà này mà tụi em vui dạ. Anh Nhí đem lên đưa anh lọc giùm em đi. Tại vì anh ngồi ngoài. Em đi. Rồi thôi em nha. Em gái đi. Dạ. Mà không, cái này là tại vì em tặng ông thổ địa của em. Mà thường á là tặng lộc cho ông thổ địa là chúng ta có gì quý vị? Có lộc. Yeah. Yêu thương khi, tặng nha. Cô Quyền thì tôi thổ địa xin chúc cho cô Quyền vui tươi đẹp mãi không già, đắc đắc show nhiều hơn nữa. Em cảm ơn anh. Nhiều khán giả yêu thương Ngọc Quyền, Châu Thanh cùng Minh Nhí. Em cảm càng ơn ngày càng thấm thiết trong lòng của khán giả. Cảm ơn thổ địa. Cảm ơn chú nhiều. Chương trình cảm ơn anh Hiếu và cảm ơn quý bà con cô bác. Dạ cảm ơn chú Hiếu nhiều ạ. Dạ. Cảm ơn chú Hiếu nhiều nha. Và bây giờ Khương Dừa kính mời ban giám khảo và bà con bác đến với tiết mục trích đoạn Kiếp Nào Có Yêu Nhau. Yeah. Sao nguyên cửa hàng kim cương vậy? Còn có một hộp 12 ly giá 1.2 tỷ. Sao rẻ vậy? Không mà thôi cũng được, xài đỡ đi. Quế Minh, bà lặn hơi sâu rồi đấy. Tiền của đại ca tôi khi nào bà trả? Đại ca, em năn nỉ đại ca, cho em vài ngày nữa đi đại ca. Lại tính giở trò câu giờ à? Nội trong hôm nay phải trả. Nội trong hôm nay phải trả. Thiệt vậy hả đại ca? Vậy không ấy. Em tính về. Đại ca đợi em chút nha. Đợi em chút nha đại ca. Bà Đình Chuồn à. Tôi nói cho bà biết, bây giờ 500 anh em của tôi đã bao vây hết cái chỗ này. Một là bà trả tiền cho đại ca của tôi, còn không thì đại ca của tôi sẽ giở trò sàm sỡ với bà. Sàm sỡ cái đầu mày. Đại ca, nghĩ tao là đại ca như vậy mà tao đi sàm sỡ cái bà già đó mày. Mà không biết bà có chịu tao không mày? Dạ chịu đại ca. Chịu đại ca. Đại ca, đại ca cứ thoải mái mần cái gì cũng được hết đại ca. Miễn sao cho em trừ nợ đi đại ca. Không mà thôi vài ngày, cho em vài ngày cũng được đại ca. Không cần trừ hết. Bà nhìn kỹ bà coi, từ trên xuống dưới. Mắt ói. Được lắm mà đại ca. Rồi sao? Giờ bà tính từng nào trả nợ cho tôi? Đại ca, mộ dung đại ca, em năn nỉ đại ca mà. Cho em vài ngày nữa đi đại ca. Kẹt quá đại ca. Cho em vài ngày đi đại ca, em xin đại ca mà. Quý Minh ơi là Quý Minh, bà hãy trả nợ cho tôi đi Quý Minh. Tôi cầu xin bà đó Quý Minh ơi. Mộ dung đại ca, sao đại ca không cầu xin một điều gì khác? Sao đại ca không nghĩ gì đến nỗi khổ của Quý Minh? Quý Minh, chuyện ta làm chỉ một mình ta biết, với Quý Minh chỉ là kỷ niệm mà thôi. Nhưng kỷ niệm xưa giờ đây em đã đốt rồi trong ảo tưởng, thì em chỉ còn lại đây một mơ trôi.
ngồi thương nhớ chuyện ngày xưa. Nhớ chúng mình còn thơ ấu thơ với mộng mị buồn vui. Nhưng thời gian qua đã giết mòn tuổi ngọc và định mệnh tạo ra bao cay đắng cuộc đời cho từng số kiếp con người. Để đến giờ này em khóc phần lẻ loi như chim bay lạc loài giữa trời thu, không biết về đâu trong bóng tối đêm dài chờ quá tí một ngày. Lời em nghe sao buồn dịu dời như hồn đại ca. Thôi kể từ giây phút này đại ca đừng nhớ tới Quế Minh làm chi nữa, hãy ở lại Trung Nguyên cùng người con gái đó nối lại tình xưa cho đẹp mộng tương phùng. Đại ca sẽ đưa em trở về quê hương Mông Cổ. Từ giây phút này ta vĩnh biệt đất Trung Nguyên. Quý Minh, em hãy thắng yên cương cho Tuấn Mã. Tôi kêu bà trả nợ cho tôi mà bà nói dài quá. Tụi bay đâu? Hốt bả về hát trừ nợ cho tao coi. Quán, quán đại ca, lục giùm em cái vỏ. Mộ Dung đại ca lấy giùm em cái vỏ. Trời ơi, cái vỏ không có ngàn nào. Cho bà nghe nói nhận xét đi rồi hả bác chưa? Cho nhận nhận xét nhận mong đi. Biết đâu người ta thi, người ta lọt vô vòng trăm, người ta có giải sao đại ca? Đại ca xuống ngồi ghế khán giả ngồi chờ xíu nha. Đích với cái cầu hốt bả về cho bà hát trừ nợ. Lên đi Quế Minh. Có xe đợi ngoài luôn kìa thấy không? Xe đợi Quế Minh luôn. Dạ con cảm ơn ạ. Quế Minh ơi, sao nãy Quế Minh rung quá vậy? Rung. À, trời cầm cái micro thương. Thấy thương hát nguyên một bài mà cầm micro lạng rồi đó. Đi một mình em trở về mong mà cô với xa mà các vàng hiu. Dạ. Chị rung cái vậy? Tại có cái tật rung. Thấy ban giám khảo rung. Nhất là gặp chị Quyền á. Làm chị gì đâu. Chị chào ban giám khảo, chị giới thiệu cho mình đi chị Mai. Dạ em dạ, xin chào tất cả bà con cô bác
có mặt ở trường quay Ngôi Sao Miệt Vườn mùa 2 hôm nay. Chào anh Khương, chào ba vị giám khảo thân yêu ạ. Cái giọng em nó sang sảng luôn á. Cái khi mà hát á, em giọng có cảm giác nó sang sảng là vang. Nó vang á. Ủa, em miền Tây hay đâu? Dạ Long An nè. Long An là miền Tây rồi, không biết chữ sang sảng hả Bình ơi? Dạ biết. Đó, ý như là anh nghe cái giọng em hát cái nội lực nó rất là mạnh luôn. Dạ. Và có những cái luyến á, có những cái luyến nó khác ở trong cái giống như là trích đoạn của các cô chú trong cái tuồng á, trong cái đĩa mà trong cái tuồng hồi xưa mà anh nghe á. Dạ. Thì khi em hát á có những cái khác và nghe rất là đã lỗ tai. Dạ. Và có cảm xúc nữa. Nói chung là cũng chưa phải cái gì gọi là dễ sợ. Giọng hát không phải là cái gì gọi là ầm một cái liền. Dạ. Là hút hồn người ta liền. Nhưng dạ. mà cái giọng của em nó khỏe và cũng hay, có những cái luyến lạ. Và chúc mừng em là em đã hoàn thành xong cái tiết mục dự thi của em. Dạ. Cái mà thích em một cái nữa đó là cái mộc mạc từ nãy giờ nè. Cái giao lưu nói chuyện rất là mộc dạ. mạc. Dạ. Có sao nói vậy người ơi đồ. Dạ. Đúng không? Dạ. Ok em, chúc mừng em. Dạ cảm ơn thầy. Hello Thanh Mai. Dạ chào ông cho Thanh ạ. Thanh Mai hát hay quá. Dạ em cảm ơn. Không đấy đó là khi em ca lên cái giọng nó giang mà cái nhịp của em á rất là đẹp, rất là hay. Anh đang lo cái chỗ mà cái câu xề của em, ai ngờ em ca mà bét như vậy nó khó ca lắm. Dạ. Nhưng mà em ca rất là tuyệt. Anh thích cái nhịp của em mà phân tách ra những cái câu ca để xuống những cái câu hò sông lan hay sang hay xề vậy đó. Rất tuyệt luôn. Trời đất thanh thanh ơi, mưa từ đâu mưa về ướt hết anh. Không sao, mình vẫn nói chuyện, mình vẫn nhận cho mình đã chuẩn bị hết rồi. Đây anh tặng hoa cho em luôn nè. Anh thôi vừa tặng rồi vừa nói luôn. Đây tặng hoa cho Thanh Mai. Thôi mưa quá rồi. Mưa quá. Giọng sang sảng. Thanh Mai. Nãy nghe không rõ à? Đi tặng em. Nghe không rõ chữ sang sảng. Dạ. Dạ bà con cô bác thân mến, cuối cùng ông trời ổng cũng tạnh mưa rồi để chúng ta tiếp tục ghi hình chương trình Ngôi Sao Miệt Vườn mùa thứ hai. Em có một tin vui báo cho ba anh chị biết là ban tổ chức tiếp tục ký hợp đồng cho anh chị để làm tới muộn trăm rồi đó. Trời ơi, đã quá. Dạ bây giờ ở nhà anh chị dưới quê là ban tổ chức đã chuyển mì về hết rồi đó, chuyển mì gói về hết rồi đó. Còn em thì chưa biết sao, tại mùa này vẫn cũng còn lẩm cộng quá. Trời đất ơi, nói nghe nè, sao tự ý chuyển vậy? Chuyển nhưng chuyển hết nhưng chừa tôi vài thùng chứ. Dạ. Chứ không tao đói làm sao. Dạ. Rồi bây giờ thì mình sẽ đến với một tiết mục rất là dễ thương của một chàng trai đến từ Bến Tre. Dạ, mà ai đến từ Bến Tre hầu như cũng dễ thương hết. Dạ. Với nhạc phẩm Nhớ Nhau Hoài. Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau. Không bắt máy ta. Gọi lại lần nữa coi. Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau. Kỳ vậy trời. Sáng giờ gọi 15 cuộc rồi. Không chịu bắt máy. Để vô nhà xem sao. Lan ơi, có nhà không Lan? Anh Điệp nè Lan, mở cửa ra gặp anh đi em. Sáng giờ không liên lạc được với em. Em biết là anh lo lắng lắm không? Hôm nay mà em không ra gặp anh, anh sẽ không về đâu. Anh biết là anh có lỗi với em nhiều lắm, nhưng đó cũng là công việc bận của anh mà. Anh phải thông cảm cho anh chứ. Không lẽ chỉ vì điều đó mà em nỡ lòng nào tự tiệt anh sao? Lan ơi, em đâu rồi Lan? Lan ơi,
có còn mùa xuân không em? Rừng ngàn lá gió từng đêm nhắc nhở thì thầm, nắng ở trên đầu, nắng trong lòng phố, gió ở trên non, gió cuốn mây về. Sao em vẫn ngồi mà nghe cô đơn, mà nghe nức nở trong hồn, và thương đôi mắt nhỏ em buồn. Vì mình yêu nhau, vì mình thương nhau nên mới dần hơn, vì mình xa nhau nên nhớ nhớ nhau hoài. Em ở nơi nào, có còn mùa xuân không em? Rừng ngàn lá gió từng đêm nhắc nhở thì thầm, mai lỡ không về chắc em buồn biết mấy, sáng nhỏ xuân xưa cũng nhớ đêm. Lan à, sao em vô tình quá vậy? Em để anh đợi trời mòn mỏi, em không chút đau lòng hay sao? Anh sẽ đứng đây chờ em, đến khi nào em ra gặp anh mới thôi. Dù nắng anh cũng chờ, mưa anh cũng đợi, dù gió giông bão tố anh cũng vẫn đợi em. Anh nguyện sẽ đợi em suốt kiếp này. Lan à, và thương đôi mắt nhỏ em buồn. Vì mình yêu nhau, vì mình thương nhau nên mới dần hơn, vì mình xa nhau nên nhớ nhớ nhau hoài. Em ở nơi nào, có còn mùa xuân không em? Rừng ngàn lá gió từng đêm nhắc nhở thì thầm, mai lỡ không về chắc em buồn biết mấy, sáng nhỏ xuân xưa cũng nhớ đêm ngày. Mai lỡ không về chắc em buồn biết mấy, sáng nhỏ xuân xưa cũng nhớ đêm ngày. Lan. Ủa, anh Điệp tới lâu chưa? Sao giờ này em mới ra Lan? Nãy giờ anh điện thoại cho em không bắt máy, anh gõ cửa em cũng không mở cửa Lan. Ờ, cho em xin lỗi nha, tại vì hồi tối hôm qua em lỡ em coi phim rồi cái em thức khuya quá em ngủ quên. Em ngủ quên thì em cũng phải để chuông điện thoại chứ. Để anh lỡ anh giao hàng, em còn gọi em còn bắt máy. Thôi cho em xin lỗi đi, giúp giận nha. Em nói chung với lại em bo thêm cho nè. Tờ nè. Bo cái gì? Một ngày mà 10 người như em á, chắc anh chết. Thêm tờ nữa nè. Em tưởng đâu em có tiền là em mua được tất cả hả Lan? Tờ này cuối cùng luôn á. Lỡ ngày thôi nghe. Lần sau mà có việc gì á,
điện thoại anh trước. Dạ em rút kinh nghiệm. Nè thùng hàng nè. Rồi em ký đơn luôn rồi. Ờ ký luôn ha. Người gì đâu mà lề mề. Rồi người ta biết lỗi rồi nói hoài. Dâm chạp. Nè trả anh nè. Vậy thôi anh đi giao hàng mạnh giỏi nha em. Rồi chào em nha. Dạ em về. Nhà trong đây nè. Ủa quên nữa. Trời nhà trong đây quên nữa. Ừ cảm ơn Duyên nha. Ở chổng đi. Ở tới cuối chương trình luôn nha. Trời nó chui vô thiệt kìa trời thấy thương không. Phải vô thiệt không. Đi ra cũng được, em muốn ở trong đó suốt đời cũng được. Cảm ơn Duyên nhiều nha. Sân khấu này là của em. Thôi em chào bạn Thảo, chào bạn cô bác rồi giới thiệu về mình đi. Dạ. Giới thiệu cho nó đặc sắc đi. Cho bạn cô bác ấn tượng về mình đây. Lời nói đầu tiên này, cho em xin phép chào ba vị giám khảo. Bạn Kim Vừa. Và quý bà con cô bác có mặt trong buổi ghi hình hôm nay. Là chúc sức khỏe và là chào thân thương nhất. Dạ. Em tên gì nè? Dạ thưa em tên là Đỗ Hữu Sinh. Rồi em, quê đâu nè? Dạ em quê ở Mũi Cà Nam, tỉnh Bến Tre. Rồi em làm công việc gì? Dạ em ở nhà em nuôi mẹ. Mẹ em bị tai biến nằm ở nhà. Vậy hả? Dạ. Rồi nhà có mấy anh em mà mình em nuôi hả? Dạ 6 anh em trai, 1 em gái mà có gia đình hết rồi. Có mình em chưa có gia đình? Dạ. Rồi em ở nuôi mẹ? Dạ em Út. Em Út luôn hả? Dạ. Em nuôi bao năm rồi? Dạ năm 2014 đi. Gần 9 năm rồi. Dạ. Dạ mời ban giám khảo mình có ý kiến cho bạn Sinh ạ. Hồi nãy em thấy em cười á. Có một vài cái giây phút mà em cười á, em đẹp trai dễ sợ. Và em tươi lắm, cái mặt em tươi lắm. Nhưng mà chắc có lẽ... Đó thấy đó, chưa? Đó, thấy đó. Chưa? Em hiểu không? Đúng. Còn, là dâm hài, chọc em cười. Bởi vì khi em cười cái mặt em nó sáng sủa lắm. Em ra em thấy có cái gì đó nó buồn á. Và anh cũng nói cho em biết là cái hoàn cảnh của em y chang như của anh. Mẹ anh cũng tai biến á, cũng 3 lần á em. Lần đầu cái trị được, cái lần thứ hai cái bắt đầu đi xe lăn, cái lần thứ ba là nằm luôn. Mười mấy năm đó. Mười mấy năm, gần 20 năm luôn. Đến khi mà anh làm anh có tiền thì mẹ anh mất. Em hiểu không? Thành ra là nhưng mà rồi thì mình cũng phải lạc quan, để mình phải lạc quan, mình giữ sức khỏe, mình yêu đời để mà mình lo cho mẹ mình. Thì anh hiểu được cái hoàn cảnh của em. Tuy nhiên không phải vì vậy mà mình bị nó lẫn lộn với cái bài thi của em. Em hát mộc mạc chân phương. Hồi nãy anh thèm, anh thích bài này lắm, anh thèm những cái... Có những cái luyến của em rất là hay. Luyến mà giấu quyền á, rất là hay. Nhưng mà anh thèm mấy cái cuối á. Nhớ nhớ nhau hoài đó em. Anh thèm cho nó mứa. Thì giống như chắc em rung quá hay là em mất tập trung hay sao á. Nó chưa đạt. Nó chưa đạt. Nhưng mà giọng thì khỏe, giọng mạnh. Anh nghĩ là chắc lại rung. Ok thôi cũng chúc mừng em nha. Yeah. Rồi anh chúc em có nhiều sức khỏe. Em sẽ có nhiều cái may mắn để em làm ra được tiền nữa. Làm ra tiền để mà lo cho mẹ mình nha. Chúc gia đình vui vẻ hàng ngày. Dạ, cảm ơn em nha. Dạ, cảm ơn. Xin nhận hoa ha. Để em lấy hoa. Đây anh Thanh. Anh tặng cho em. Đây chị tặng cho chị. Dạ hữu sinh của chị. Cảm ơn em nha. Cười nhiều. Hả? Rớt tiền kìa. Rớt cái tiền kìa. Trời cái gì dễ thương vậy. Cái này giống chương trình em cũng có mấy phần quà lưu niệm mỹ nghệ em đem lên. Dừa phải không em? Dừa làm con gì cả. Con che miệng. À con khỉ. Cái này là của anh Châu Thanh. Châu Thanh. Dạ. À anh Châu Thanh là gì ta? Tục quanh có rau luôn. Đi tìm đồng lan có rau. Này ta vừa có rau rồi nữa. Nó giống nhau. Ba này giống nhau. Ồ, chị lấy chỉ có mình anh Thanh hay khác một chút. Cảm ơn em nha. Sao cuối cùng khi tôi bụm miệng lại vậy trời. Đâu có của mình nè anh. Giống như là mình tu thiền đó. Là không thấy. Biết là anh giỡn. Không nghe. Không nói. Hay quá. Cảm ơn em. Trời đất ơi. Rất là dễ thương. Cuối cùng bắt tôi không nói rồi sao được.
Không, cái này lúc mình tu thiền thôi. Tôi nói tôi mới có tiền. Không, cái này lúc mình tu thiền thôi. Vẫn chơi thôi, chơi. Cảm ơn em nha. Rồi, chúc mừng hữu sinh nha. Cảm ơn Bảo Thảo rất nhiều. Dễ thương dạ, quá. Cảm ơn quý bà con cô bác rất nhiều. Và bây giờ chúng ta đến với phần công bố kết quả của 6 thí sinh trong tập hôm nay ạ. Dạ, bà con cô bác thân mến, trên sân khấu Ngôi Sao Miệt Vườn đã xuất hiện 6 thí sinh trong tập hôm nay. Ở ngoài cùng bên kia đó là bé Mai, kế tiếp là anh Tuấn, kế tiếp là Thương, kế tiếp là chú Hiếu và chị Mai và Sinh. Dạ. Và hiện tại thì Khương Dừa đang nắm giữ cái kết quả của 6 thí sinh. Khương Dừa xin chia sẻ kết quả. Đầu tiên, xin chúc mừng chị Mai và xin nhận được 30 bông hoa. Kế tiếp, xin chúc mừng chú Hiếu, Thương, Tuấn và bé Mai nhận được 30 bông hoa. Hả? Thì ai cũng nhận 30 bông hoa mà. Có gì đâu. Có làm gì đâu mọi người hồi hộp vậy. Em đâu có hồi hộp gì đâu. Dễ thương. Tự nhiên tự người mọi người hồi hộp thấy không? Tự mình gây áp lực cho mình thôi, đi thi nó vui vẻ. Không, kết quả ai cũng mua 30 bông hoa mà tự nhiên mình áp lực thì đâu không có gì. Giờ thì ban giám khảo mới áp lực nè. Đó, bây giờ thì ban giám khảo phải tặng hoa để chọn ra hai người bước vào vòng 2 của chương trình hôm nay. À, dạ. Thôi để em tặng trước cho. Chị Huyền tặng trước à? Ừ. Thật sự đó thì cái tập này đó người nào cũng hát kẻ chính là người nửa cân. Đâu, dạ. Kẻ chính lạng người 10 cân. Chứ không có phải là kẻ chính. Chính lạng người 10 lạng chứ không 10 cân là hơn rồi. À quên, kẻ chính lạng người 10 lạng. Dạ, người rồi. Kẻ chính lạng người 1 cân. Ai cũng xuất sắc hết á. Ai cũng xuất sắc hết á, nhưng mà có một cái người mà Ngọc Huyền cảm phục. Cảm phục không phải là cảm phục về cái voice nha, là cái giọng hát á. Mà hồi nãy mưa tầm mưa tả chưa kịp nói tới cái điều mà Ngọc Huyền cảm thấy là một cái giọng hát lạ ở trong cái tập này, đó là cô Thanh Mai. Chúc mừng chị Mai nhận được bông hoa của chị Ngọc Huyền. Rồi, chúc mừng chị nha. Bây giờ tới em hả, tới anh hả? Tới anh đi ha. Tới anh ạ. Tới anh. Trước hết thì anh phải nói là hôm nay chương trình đã đón tiếp được những thí sinh mà tất cả là những người yêu nghệ thuật mà đến với chương trình Ngôi Sao Miệt Vườn. Phải nói là chúng tôi rất yêu quý những hình ảnh mà các em đã đến dành cho chương trình Ngôi Sao Miệt Vườn. Vậy nên xin phép là cảm ơn thật nhiều và luôn chúc sức khỏe tất cả. Còn bông hoa này thì tôi sẽ gửi cho em gái đi ha. Chúc mừng chị Mai. Đây. Dạ. Đây. Bắt tay đi cho bắt tay cái nha. Chị bắt Mai tay, ha. Đây. Chắc một xúc để vào vòng 2 rồi. Còn bông hoa của Khương Dừa và bông hoa của anh Minh Nhí em tặng trước nha, anh ngồi đó luôn, anh chờ hoa nở đi. Em tặng luôn nha, em xin phép. Anh Khương Dừa thì không chỉ phải là 6 thí sinh này Khương Dừa đều thương, mà tất cả các thí sinh trong chương trình Ngôi Sao Mật Nhiều đường thương, và tất cả quý bà con bác đi cát Khương Dừa đường thương, và bà con bác đều thương Khương Dừa hết. Dạ, nhưng mà trong cuộc thi mà Khương Dừa ngay từ đầu lúc cát Khương Dừa cũng có chia sẻ rồi. Dạ, Khương Dừa có chọn ai để vào vòng ghi hình và chưa có chọn ai thì bà con bác cũng thông cảm, và trong tập hôm nay cũng vậy. Bông hoa này Khương Dừa trao cho ai thì xin chúc mừng, và cũng hy vọng là năm bạn còn lại cũng thông cảm ha. Dạ, và bông hoa này Khương Dừa xin gửi cho chị Mai, chúc mừng chị. Chúc mừng chị nha. Chị làm gì chị hững hờ vậy? Coi ngơ ngác luôn. Chị không tin hả? Nhưng mà ngày hôm nay nhiều tập lắm, mà mùa 1 và mùa 2 thì hôm nay xin phép bà con cô bác, xin phép quý vị khán giả đang xem cái tập này là cho Minh Nhí được coi như là không phải đánh giá là đánh giá cái giọng hát, tại vì 5 người còn lại bằng nhau hết. Trong mắt Minh Nhí là mỗi người đều có cái ưu điểm và đều có khuyết điểm hết.
Tuy nhiên cho Minh Nhí tặng cây bông này cho cái người có cùng một cái hoàn cảnh với Minh Nhí, là tự nhiên bạn làm cho mình nhớ lại má của mình rồi đó, cũng nằm mười mấy năm. Má của Minh Nhí cũng nằm mười mấy năm, nhưng mà bạn có cái cơ hội để bạn chăm sóc cho má bạn. Còn Minh Nhí lúc đó là nếu mà mình về mình chăm sóc cho má mình thì mình thì bây giờ không có Minh Nhí. Tại lúc đó mới ra trường và cần phải rèn luyện nhiều, xuất hiện nhiều để khán giả yêu thương. Và cho Minh Nhí hôm nay là dùng cái tình cảm riêng tư chút, xin phép bốn thí sinh còn lại đừng có giận Minh. Minh xin tặng cây bông này cho bạn Sinh. Và cảm ơn bà con đã cho phép Minh Nhí tặng cây bông cho bạn Sinh nè, người có cùng cái người mẹ bị tai biến giống như nhau ạ. Xin cảm ơn rất là nhiều. Chúc mừng Sinh và chị Mai đã bước vào vòng 2. Cảm ơn anh. Xin mời hai người xuống dưới để chuẩn bị vòng tiếp theo ạ. Cảm ơn cưng. Và Khương Dừa xin chúc mừng bạn Mai, anh Tuấn, bạn Thương và chú Hiếu đã đạt giải khuyến khích của chương trình Ngôi Sao Miệt Vườn ngày hôm nay ạ. Khương Dừa mời ban giám khảo trao giải khuyến khích cho bốn thí sinh còn lại ạ. Giải khuyến khích của chương trình Ngôi Sao Miệt Vườn gồm có một kỷ niệm chương và các quà tặng của các nhà tài trợ trị giá 8 triệu đồng. Dạ, gồm có voucher từ Kim Khiết Diamond, voucher từ Anna Nha Khoa, voucher từ máy lọc nước Enterprise, voucher từ Vua Điện Máy cùng nhà đồng hành Adnos Sơn Ca Media trị giá 8 triệu đồng. Dạ, bà con cô bác lưu ý là voucher này chỉ có giá trị mua sản phẩm chứ không có giá trị quy đổi tiền mặt. Dạ. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với vòng song ca của chị Mai và bạn Sinh qua nhạc phẩm được mang tên Nỗi Buồn Hoa Phượng. Rồi, Sinh đã thực hiện cái lời của anh Minh góp ý đó rồi. Hồi nãy tặng Sinh rồi, giờ tặng cho bà. Chúc mừng chị Mai. Dạ, cảm ơn thầy. Rồi, anh tặng cho chúc Sinh. Mừng Sinh. Rồi, một điều tên. Phút 90 tỷ số đang là một điều giờ tiền đạo Ngọc Quyền đang bước tới khung thành và chuẩn bị xuất lô trái cuối cùng để xem tỷ số hôm nay là như thế nào. Em chơi silo shop. Trời ơi, silo motion, dừng giúp té, silo motion có dừng té đó nha. Trời ơi, tôi đi từ từ vậy đó. Bông hoa này sẽ thuộc về ai? Tôi đi, tôi xen giữa hai người vậy đó. Thưa quý vị, ai cũng đều có cái tài riêng của mình, nhưng mà đối với Ngọc Huyền thì Ngọc Huyền đã có phần thưởng cho Mai rồi. Bông hoa này xin tặng cho người con hiếu đạo, em Hữu Sinh. Yeah. Chúc mừng Hữu Sinh đã đạt giải nhất trong chương trình Ngôi Sao Miệt Vườn tập 9. Yeah. Và chúc mừng chị Mai đã đạt giải nhì trong chương trình Ngôi Sao Miệt Vườn hôm nay. Tham gia giải trí mình không tốn phí, cuộc chơi hết đi vui lắm bạn ơi. Và bây giờ Khương Dừa mời ban giám khảo trao giải nhì cho chị Mai. Giải nhì của chị Mai gồm có một kỷ niệm chương, tiền mặt 2 triệu đồng và quà tặng của các nhà tài trợ trị giá 22 triệu đồng. Chúc mừng chị Mai. Và mời ban giám khảo trao giải nhất cho bạn Hữu Sinh. Giải nhất của bạn gồm có một kỷ niệm chương, đây tặng Sinh, tiền mặt 5 triệu đồng và giải thưởng của nhà tài trợ trị giá 40 triệu đồng. Xin chúc mừng Hữu Sinh. Quý bà con cô bác thân mến, chương trình Ngôi Sao Miệt Vườn được phát sóng vào lúc 20 giờ thứ bảy hàng tuần trên kênh Khương Dừa. Chương trình Ngôi Sao Miệt Vườn hân hạnh nhận được sự tài trợ của Kim Khiết Diamond, chuyên răng sứ và yểm len nha khoa Anna, chuyên gia máy lọc nước Enterprise, Vua Điện Máy cùng các đơn vị đồng hành Adnos Sơn Ca Media, Dena Khe sạch nám sạch mụn, bánh tráng Tân Nhiên, Tấn Quân Audio, nhà thiết kế Tâm Huỳnh, Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông huyện Bình Chánh và Cà phê Lẻ Đá. Còn bây giờ Khương Dừa cùng ban giám khảo và các thí sinh trong tập 9 Ngôi Sao Miệt Vườn hôm nay xin chào tạm biệt và kính chúc tất cả quý ông bà cô chú anh chị mình thật là nhiều sức khỏe. Hẹn gặp lại tuần sau. Ngôi sao Miệt Vườn, ngôi sao Miệt Vườn vui lắm người ơi, vui lắm người ơi, mời bạn cùng tôi, mời bạn cùng tôi tham gia giải trí mình không tốn phí, cuộc chơi hết đi vui lắm bạn ơi.
đôi tranh tài thử sức thi thố cùng nhau. Hôm nay Khương vừa tổ chức game show, ngôi sao miệt vườn cho khắp nơi nơi. Cùng vui ca hát để thành ngôi sao, cùng nhau giải trí vui hết đi người ơi. Cùng nhau giải trí